Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày thứ Năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, một tin cực vui đối với các hộ chăn nuôi ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đã tăng giá heo hơi thêm 1.000 đồng trên 1 kg. Và tại website của công ty trong ngày hôm nay, mức giá niêm yết cao nhất đạt 54,5 nghìn đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, theo các thương lái ở thị trường miền Bắc đều cho rằng mức giá niêm yết 54,5 nghìn đồng trên 1 kg, nhưng CP không xuất bán được với mức giá cao như vậy mà chỉ phổ biến mức giá từ 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg mà thôi. Hiện nay đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, các địa phương hầu như đều đang dưới 50.000 đồng trên 1 kg và vẫn thấp hơn so với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn. Nhưng hiện nay, thị trường đang chịu sự dẫn dắt rất lớn của 16 doanh nghiệp chăn nuôi lớn. Khi các doanh nghiệp này tăng giá, chắc chắn thị trường sẽ ấm dần lên, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Trong ngày hôm nay, một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mức giá phổ biến từ 47 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là khu vực Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình hay là đối với tỉnh Nam Định. Mức giá 51.000 đồng vẫn có nhưng chỉ xuất hiện cục bộ chứ chưa phải trên diện rộng mà chủ yếu rơi vào những đàn heo siêu nạc loại 1 mà thôi. Các tỉnh ở khu vùng cao cả khu vực Đông Bắc và Tây Bắc trong ngày hôm nay hầu như chưa chịu sự tác động giá của công ty cổ phần khi công ty này tăng giá. Ghi nhận một số địa phương ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu hay là đối với tỉnh Hòa Bình trong ngày hôm nay đều đang dưới 50.000 đồng trên 1 kg, nhiều nơi chỉ báo giá 46.000 đồng. Hay một số tỉnh ở khu vực Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang trong ngày hôm nay cũng chỉ phổ biến giao quanh 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg đối với dòng siêu bao máu loại 1. Dòng áp siêu nhiều nơi chỉ báo giá 41 cho đến 44.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Theo cập nhật mới đây, được biết trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CP miền Bắc đã tăng giá bán heo siêu lên thêm 1.000 đồng trên 1 kg với heo có biểu cân từ 110 cho đến 120 kg trên một con. Như vậy, các trang trại của công ty này đang xuất bán với mức giá dao động từ 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg, thay vì trước đó chỉ phổ biến mức giá 49.000 đồng. Đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, nhiều nơi có mức giá dưới 50.000 đồng trên 1 kg và mức giá dưới 50.000 đồng xuất hiện ở cả các tỉnh thuộc khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Ghi nhận, một số địa phương như ngay như thành phố Hồ Chí Minh hay là đối với tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay, phổ biến mức giá 48 cho đến 51.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Tây như Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Hậu Giang trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khung giá từ 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg, hầu như mức giá 53 cho đến 54.000 đồng, ngày càng có xuống ít hơn ở các tỉnh thuộc thị trường miền Nam ở thời điểm hiện tại. Tây Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp, phổ biến giao quanh từ 46 cho đến 50.000 đồng. Ngay như tại Đắk Lắk hay là Gia Lai và Kon Tum trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi báo giá 47 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg là nhiều. Trong khi đó, đa phần các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay cũng dưới 50.000 đồng và hầu như mức giá này đang ổn định trong 2 cho đến 3 ngày qua. Một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ có mức giá thấp hơn so với các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ, nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong ngày hôm nay, các tỉnh ở khu vực này có mức giá 45 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Nhiều kho của CP bán tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trong ngày hôm nay xuất với mức giá 48 cho đến 49.000 đồng, khác hẳn so với các kho ở thị trường miền Bắc. Khu Quảng Bình, Quảng Trị cũng dưới 50.000 đồng trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định hay là đối với tỉnh Khánh Hòa trong ngày hôm nay có mức giá phổ biến 48 cho đến 51.000 đồng. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật mới nhất như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc theo ghi nhận trong ngày hôm nay, thành phố Hà Nội phổ biến mức giá dao động từ 46 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá 46 cho đến 49.000 đồng và vẫn chưa có sự thay đổi so với ngày hôm qua.
Một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay đạt bình quân 47 cho đến 48.000 đồng. Thái Bình có mức giá 47 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg đối với heo đẹp. Tuy nhiên, nhiều hộ chăn nuôi báo giá những dòng heo xấu má hơn ở huyện Thái Thụy của tỉnh Thái Bình chỉ có mức giá 44 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 46 cho đến 49.000 đồng. Hà Nam có mức giá 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 47 cho đến 48.000 đồng. Nam Định có mức giá 46 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện ven biển Hải Hậu của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay đạt bình quân heo đẹp 48.000 đồng, xấu thì ở mức 45 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình trong ngày hôm nay đi ngang với mức giá phổ biến từ 46 cho đến 49.000 đồng. Bắc Ninh trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi, phổ biến mức giá 47 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi có đàn heo lớn như khu vực Thái Nguyên trong ngày hôm nay, những đàn heo đẹp phổ biến mức giá 46 cho đến 48.000 đồng. Những đàn heo xấu, thậm chí áp siêu nhiều mỡ có mức giá 42 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc phổ biến trong khung giá từ 44 cho đến 48.000 đồng. Phú Thọ trong ngày hôm nay có mức giá 43 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Cẩm Khê của tỉnh Phú Thọ trong ngày hôm nay đạt mức giá 46 cho đến 47.000 đồng đối với heo đẹp, xấu thì ở dưới mức 43 cho đến 44.000 mà thôi. Bên cạnh đó, nhiều địa phương ở khu vực vùng cao như Lạng Sơn có mức giá 45 cho đến 48.000 đồng, khu vực Tuyên Quang phổ biến mức giá 45 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng phổ biến mức giá 45 cho đến 48.000 đồng. Bắc Cạn trong ngày hôm nay có mức giá 46 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Hà Giang 45 cho đến 48.000 đồng. Cục Lào Cai trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 45 cho đến 48.000 đồng. Và Yên Bái trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi, mức giá 45 cho đến 47.000 đồng phổ biến nhiều hơn trên địa bàn tỉnh này. Ghi nhận, trên địa bàn khu vực Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái, hộ chăn nuôi bán với mức giá bình quân từ 46 cho đến 47.000 đồng là nhiều. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mức giá nhỉnh hơn, phổ biến trong khung giá từ 47 cho đến 49.000 đồng. Sơn La đạt mức giá 46 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình trong ngày hôm nay có mức giá 45 cho đến 47.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực miền Trung, phần lớn các địa phương có xu hướng đi ngang. Cụ thể, theo ghi nhận, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mức giá 45 cho đến 49.000 đồng. Nghệ An trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 45 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Những đàn heo đẹp, dòng siêu nạc ở huyện Diễn Châu, khu vực Thanh Chương của tỉnh Nghệ An bán với mức giá phổ biến là 47 cho đến 48.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay báo giá bình quân từ 46 cho đến 49.000 đồng. Khu Quảng Bình 47 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị phổ biến mức giá 47 cho đến 50.000 đồng. Huế trong ngày hôm nay có mức giá 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Đây là một trong những khu vực vẫn duy trì mức giá nhỉnh hơn so với các địa phương khác ở thị trường miền Trung. Trong khi đó, đối với một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Đà Nẵng, Quảng Nam, trong ngày hôm nay, hai địa phương này có mức giá 48 cho đến 51.000 đồng. Quảng Ngãi phổ biến mức giá 49.000 đồng trên 1 kg. Bình Định dao động mức giá 47 cho đến 50.000 đồng. Cục Phú Yên trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa có mức giá bình quân 48 cho đến 51.000 đồng. Ninh Thuận và Bình Thuận theo ghi nhận trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 49 cho đến 50.000 đồng. Một số địa phương ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay ghi nhận Kon Tum có mức giá 48 cho đến 50.000 đồng. Khu vực Gia Lai trong ngày hôm nay cũng chỉ phổ biến trong khung giá từ 48 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk 49 cho đến 50.000 đồng. Lâm Đồng là địa phương có mức giá nhỉnh hơn từ 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông ghi nhận mức giá 48 cho đến 50.000 đồng. Trong khi đó, nhiều địa phương ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay vẫn có mức giá trên 50.000 đồng 1 kg. Ghi nhận, một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh có mức giá 50 cho đến 51.000 đồng. Đồng Nai phổ biến mức giá 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương 50.000 đồng. Khu vực Tây Ninh trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi báo giá đạt bình quân từ 49 cho đến 51.000 đồng.
trong khi đó Bình Phước phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động với mức giá bình quân từ 50 cho đến 51.000 đồng. Bên cạnh đó, nhiều địa phương ở khu vực miền Tây Nam Bộ như khu vực Tiền Giang trong ngày hôm nay có mức giá 50.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre phổ biến mức giá 49 cho đến 50.000 đồng. Khu vực Trà Vinh 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng trong ngày hôm nay có mức bình quân 50.000 đồng. Khu vực Bạc Liêu 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau trong ngày hôm nay cũng có mức giá bình quân từ 50 cho đến 52.000 đồng. Trong khi đó, Kiên Giang đạt mức giá 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Hậu Giang 50.000 đồng, khu Cần Thơ có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Trong khi đó, An Giang có mức giá nhỉnh hơn 51.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long đạt bình quân 50.000 đồng trong ngày hôm nay. Khu Đồng Tháp có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Long An đạt mức bình quân 51.000 đồng trong ngày hôm nay. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.